Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn trong các clip sắp tới. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Trách nhiệm cao, rủi ro sẽ thấp. Thưa quý vị, sự hy sinh của ba chiến sĩ liệt sĩ công an nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội khi tham gia dập đám cháy tại quán karaoke thêm một lần nữa nhắc nhở mọi người về trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc tìm ra nguyên nhân, bịt lỗ hổng trách nhiệm, ghi nhớ bài học đắt giá trong công tác quan trọng này là rất cần thiết để ăn năn báo cáo trước hưng hồn các liệt sĩ. Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội và đông đảo nhân dân thủ đô tổ chức lễ viếng, truy điệu và lễ đưa ba liệt sĩ về với đất mẹ. Hai trong số ba liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa có gia đình, thậm chí chưa có người yêu. Khi báo chí đăng bài kèm di ảnh hạ sĩ Đỗ Đức Việt, nhân vật từng xuất hiện trên trang báo trong bài viết Anh lính cứu hỏa tập sự gánh rau giúp hai cụ già đã khiến nhiều bạn đọc rớt nước mắt. Việt ngồi bên chú cún vừa được anh cứu sống từ một đám cháy với lời nhắn nhủ rằng: "Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cún đáng yêu và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé." Một tâm hồn thánh thiện, nhân văn như Việt khi ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cộng đồng xã hội. Các chiến sĩ dũng cảm của chúng ta hy sinh trong lúc đương đầu với giặc lửa từ một đám cháy ở quán karaoke. Nó có thể xuất phát từ nhân tai hoặc chí ít là do sự bất cẩn của con người, chứ không phải xuất phát từ thiên tai, địch họa. Sự hy sinh, vì thế, khiến người ở lại đau đớn, băn khoăn, day dứt và buộc chúng ta phải đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm. Trách nhiệm của chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy và của chủ nhân quán karaoke này đến đâu. Nhiều người dân Hà Nội vẫn còn nhớ, đầu giờ chiều mùng 1 tháng 11 năm 2016, cũng tại một quán karaoke ở quận Cầu Giấy, ngọn lửa kinh hoàng bốc lên trên phố Trần Thái Tông đã thiêu rụi 4 căn nhà liền kề và cướp đi sinh mạng của 13 người. Tại sao vẫn ở quận Cầu Giấy và tại sao vẫn là quán karaoke? Nhiều người dân đặt câu hỏi. Rất có thể dư luận sẽ nhận được câu trả lời là các nhà chức trách sở tại đã làm hết trách nhiệm, đã kiểm tra, đã nhắc nhở, đã cấp phép, đã yêu cầu. Nhưng ngọn lửa vô tình, đám cháy là 13 người thiệt mạng năm 2016 được kết luận là do những người thợ hàn xì không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Một phút bất cẩn, hậu quả khôn lường. Vậy thì sau đó, các cơ quan có trách nhiệm đã rút ra bài học kinh nghiệm gì cho công tác quản lý một loại hình kinh doanh có đặc điểm là dễ bén lửa này? Ngay tại thời điểm này, hãy thử kiểm tra các quán karaoke đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, xem có bao nhiêu quán đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là có lối thoát hiểm đủ an toàn trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra. Thiết nghĩ, nếu chính quyền thành phố Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, thì rủi ro sẽ được giảm thiểu. Đồng thời, các cơ quan hữu trách cũng nên rà soát lại hệ thống các quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, để những quy định nào chưa đủ độ thì bổ sung và những quy định nào còn rườm rà không cần thiết và gây phiền nhiễu cho người dân, doanh nghiệp thì lược bỏ. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, người dân bệnh, bác sĩ lo. Khi bác sĩ không khỏe, ai lo? Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ trong cuộc làm việc với nhân viên ngành y thành phố Hồ Chí Minh rằng bản thân ông có câu hỏi luôn trăn trở, đó là khi người dân bệnh thì bác sĩ lo, vậy khi bác sĩ không khỏe, ai lo? Sáng ngày hôm nay, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên có cuộc gặp gỡ các cán bộ nhân viên ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu những tâm tư, khó khăn và thách thức của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay. Sau khi nghe các báo cáo từ Giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Văn Nên nói rằng bản thân có một câu hỏi luôn trăn trở, đó là khi người dân bệnh thì bác sĩ lo, vậy thì khi bác sĩ không khỏe, ai lo? Ông Nên nhận định, trong đợt chống dịch vừa qua, dù ở cấp độ, nhiệm vụ gì thì ai cũng là chiến sĩ áo trắng. Ông hy vọng sau buổi lắng nghe, gặp gỡ nhân viên y tế này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tìm ra được thông điệp trọng tâm để bàn bạc và tháo gỡ. Bí thư Thành ủy tin rằng, khi người thầy thuốc chọn ngành là họ đã mong muốn được cứu người. Muốn học y phải giỏi, trải qua nhiều năm nên không dễ để ai đó thay đổi con đường lựa chọn. Nhưng nếu cùng lúc dồn dập nhiều thứ quá, sức chịu đựng của con người có hạn. Do đó, những ai đã chọn từ bỏ ngành y chắc hẳn rất đau xót. Bí thư Nguyễn Văn Nên đặt câu hỏi, ngoài 4 khó khăn, thách thức mà Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nói đến, dịch chồng dịch, nguy cơ thiếu thuốc, vật tư y tế, biến động nguồn nhân lực y tế, tình trạng lo lắng cho một bộ phận nhân viên y tế, còn gì khác nữa không? Riêng vấn đề nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt, Bí thư Nên cho biết, ông có đọc một khảo sát từ 500 bác sĩ ghi nhận 6 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Thứ nhất là lương thấp, thứ hai là không hài lòng với môi trường làm việc chiếm 57%, thứ ba là cường độ làm việc quá cao, thứ tư là không có cơ hội học hỏi, nâng cao tay nghề. Thứ năm, có 38% người khảo sát cho biết nghỉ việc vì không hài lòng với giám đốc và cuối cùng vì không hài lòng với người quản lý trực tiếp của mình. Bí thư Thành ủy dẫn chứng,
Một trường hợp ông từng hỏi thăm làm bác sĩ tham gia chống dịch, hiện công tác tại trạm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ này tâm sự phải làm việc cả thứ bảy và chủ nhật, rất vất vả nhưng không có thêm lương. Gia đình các bạn của bác sĩ này khá giả nên họ tự đi học thêm để lấy các chứng chỉ khác, trong khi nhân viên y tế ông nên nhắc tới không có điều kiện. Vấn đề đặt ra, câu chuyện đó có phải sự thật không, có phổ biến không? Tôi không tin rằng chỉ vì lương thấp có thể khiến bác sĩ bỏ việc hoặc bỏ công gia tư. Tôi cũng không tin chỉ vì một sự không hài lòng nào đó khiến nhân viên y tế nản lòng. Nhưng tôi tin nếu tất cả vấn đề trên cùng dồn nén ở một nơi sẽ tạo ra được câu chuyện trên. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận. Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng mọi việc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm đều trên cơ sở có lợi cho dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với nhân dân thay vì suy nghĩ phải làm theo chỉ đạo. Khi cường độ làm việc cao thì phải có người lãnh đạo chia sẻ, thấu cảm, làm điểm tựa cho anh em chiến đấu. Đây là vaccine tinh thần, năng lượng tình cảm. Chúng ta phải yêu thương nhau mới vượt qua được. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường trả lời về đề xuất quyền sử dụng đất của người nước ngoài. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà giải đáp đề xuất của đại biểu về dự thảo luật đất đai sửa đổi có cần thiết phải ghi nhận quyền sử dụng đất của cá nhân nước ngoài. Chiều ngày hôm qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, về cơ bản, bố cục của dự thảo luật được sắp xếp như luật đất đai hiện hành, tăng thêm 2 chương, bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, chương dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi bổ sung 153 điều, bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự án luật đất đai sửa đổi dự kiến cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 tháng 10 năm 2022, kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023. Đáng chú ý, tại hội thảo, đại diện tập đoàn Vingroup cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi chưa quy định về quyền sử dụng đất của người nước ngoài tại Việt Nam. Pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản hiện nay có xung đột về quyền sử dụng đất của cá nhân nước ngoài với sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài. Pháp luật nhà ở thừa nhận người nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở, nhưng pháp luật đất đai không thừa nhận người nước ngoài có quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Cụ thể, Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở thông qua mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án nhà ở. Điều 14 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 cũng quy định, cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua nhà ở theo pháp luật về nhà ở. Tuy nhiên, Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 cũng như Điều 6 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi không thống kê người nước ngoài thuộc đối tượng có quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Như vậy, các cá nhân nước ngoài được thừa nhận quyền sở hữu nhà ở trong dự án thông qua các giao dịch nhưng lại không được thừa nhận quyền sử dụng đất. Trái nguyên tắc tại Điều 19 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. Cá nhân nước ngoài mua nhà ở thương mại trong dự án nhà ở theo Điều 159 Luật Nhà ở, do không có quyền sử dụng đất nên giao dịch mua bán này không gắn liền với quyền sử dụng đất, như Luật Kinh doanh Bất động sản quy định. Nếu chủ sở hữu bán lại nhà ở này, chẳng hạn cho người Việt Nam, thì giao dịch mua bán này liệu có gắn với quyền sử dụng đất hay không? Về mặt logic, người bán, người nước ngoài không có quyền sử dụng đất thì đương nhiên người mua cũng không có quyền sử dụng đất, bởi không được nhận chuyển giao quyền này từ người bán. Từ đó, đại diện tập đoàn này khẳng định, vô hình chung, người Việt Nam mua nhà ở của người nước ngoài chịu quy chế pháp lý như người nước ngoài, chỉ có quyền sở hữu nhà ở mà không gắn với quyền sử dụng đất. Để giải quyết tận gốc, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần thiết phải ghi nhận quyền sử dụng đất của cá nhân nước ngoài. Giải đáp thắc mắc góp ý nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, dự thảo luật đất đai sửa đổi được xây dựng trên tinh thần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai và tổng kết luật đất đai. Ông Hà khẳng định, luật đất đai chưa bao giờ mở về quyền sử dụng đất đối với người nước ngoài tại Việt Nam. Theo ông Hà, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới, vấn đề này cũng nhạy cảm, liên quan đến an ninh, quốc phòng. Dù vậy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định sẽ giao Tổng cục Quản lý Đất đai trao đổi, giải trình từng nội dung cụ thể, giải đáp thắc mắc, băn khoăn của các đại biểu có ý kiến góp ý. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án luật đất đai sửa đổi, Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn ra ví dụ, luật bảo vệ môi trường 2020 trước đây, sát đến ngày Quốc hội thông qua, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng gặp gỡ 33 cơ quan báo chí để giải đáp rõ ràng những vấn đề còn băn khoăn, khúc mắc. Tôi cũng sẽ giải trình với Quốc hội từng vấn đề một ở luật đất đai sửa đổi. Từng câu, từng dấu phẩy trong dự thảo luật này đều được tính toán kỹ lưỡng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói. Vì sao dự án lấn biển chỉ đầu tư bằng nguồn vốn của nhà nước?
Tại hội thảo, đại diện tập đoàn Vingroup cũng cho rằng lấn biển là hoạt động quan trọng để bảo vệ bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu và mở rộng diện tích phục vụ nhu cầu sinh sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng và lợi thế lớn để mở rộng không gian phát triển ra biển, phục vụ phát triển bền vững. Hoạt động lấn biển trên thực tế tại Việt Nam đã và đang thực hiện để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội bằng đa dạng các nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nguồn vốn tư nhân. Tuy nhiên, dự thảo luật chỉ ghi nhận dự án lấn biển đầu tư bằng nguồn vốn của nhà nước để tạo lập quỹ đất. Thực tế các dự án lấn biển yêu cầu vốn đầu tư vô cùng lớn, cần huy động tốt nguồn lực từ khối tư nhân để phát triển hiệu quả. Vì vậy, dự thảo luật cần tính lại chuyện này. Công chức nghỉ việc hàng loạt là hồi chuông báo động đúng lúc để thức tỉnh. Thưa quý vị, theo bạn đọc Trinh Phạm, con số gần chục ngàn người nghỉ việc khối y tế vừa bất thường cũng vừa là chuyện bình thường nếu xét theo quan điểm thị trường, có khi lại là hồi chuông báo động đúng thời điểm để khâu quản lý nhà nước thức tỉnh. Nhằm góp thêm một góc nhìn, báo chí giới thiệu ý kiến này gửi đến chuyên mục Bạn đọc làm báo. Cách đây hơn 3 năm, tôi có dịp tham gia một hội thảo lớn về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quy tụ hầu hết các doanh nghiệp làm dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu cả nước. Một trong những dự báo gây chú ý nhất chính là sẽ nở rộ nhu cầu chuyển dịch nhân lực giữa khu vực công và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, trong đó y tế sẽ là mảng sôi động đặc biệt. Và đến nay, dự báo này đã thành hiện thực. Còn nhớ trước đó chưa lâu, một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bệnh viện đã gây tiếng vang trong ngành khi thuê một công ty tư vấn phát triển nguồn nhân lực thiết kế quy trình tuyển dụng, đào tạo, thiết kế chính sách đãi ngộ theo cơ chế thị trường. Bác sĩ lương cơ bản 1.000 đô, y tá điều dưỡng có mức thu nhập gấp đôi, gấp ba so với khu vực nhà nước. Tin tức này lập tức thiết lập một chuẩn mới về lương cộng đãi ngộ khi muốn thu hút nhân sự giỏi ngành y tế trên thị trường thời điểm đó, tạo xu hướng dịch chuyển nhân sự cho đến hôm nay. Và cũng từ đó, dịch vụ săn lùng nhân sự y tế chất lượng cao trở thành một mảng mới, nhiều tiềm năng cho các công ty tuyển dụng chuyên nghiệp trong và ngoài nước, điều mà trước đó 1-2 năm ít ai nghĩ đến. Nhiều doanh nghiệp đã có chuyên viên dịch vụ nhân sự riêng được đào tạo kiến thức cơ bản về ngành y để có thể giúp khách hàng tìm kiếm các ứng viên phù hợp, chất lượng cao, từ bác sĩ, y tá đến quản trị bệnh viện. Với những ai hiểu về ngành y, khi nhìn vào con số cả ngành y bác sĩ, điều dưỡng bỏ khối công, chuyển sang tư nhân thì sẽ không bất ngờ vì đó là chuyện đã được dự báo trước, một quy luật tất yếu của thị trường lao động. Đứng trên quan điểm người lao động, trong một thị trường đã rất mở hiện nay, họ hoàn toàn được quyền chọn nơi làm việc, đảm bảo được trả công xứng đáng so với chuyên môn và sức lao động bỏ ra. Họ còn có gia đình phải chăm lo. Cũng trong khuôn khổ hội thảo trên, một vị lãnh đạo bệnh viện lớn đã đưa ra ví dụ. Tại bệnh viện nhà nước, một bác sĩ chuyên môn giỏi thực hiện một ca cắt amidan. Sau khi thực hiện hết các bước sẽ nhận được số tiền công là 30.000 đồng. Trong khi đó, tại một bệnh viện tư, con số này sẽ từ 200 đến 300 ngàn, gấp 10 lần. Hay một bác sĩ trực phòng cấp cứu, phụ cấp một đêm trực không đủ bù chi phí xăng xe, ăn một tô phở, trong khi tính chất công việc cực kỳ căng thẳng. Với thực trạng như vậy, người giỏi nếu có ở lại thì cũng để trau dồi chuyên môn, sau đó họ sẽ tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Dựa theo quan điểm người lao động, đó là chuyện công bằng và bình thường như ở tất cả các ngành nghề khác. Về phương diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, y tế dù cũng giống như bao ngành nghề khác sẽ phải vận hành theo cơ chế thị trường. Khối y tế tư nhân họ xác định đúng khách hàng mục tiêu cung cấp dịch vụ chất lượng, phù hợp với khả năng chi trả của bệnh nhân. Họ có lợi nhuận là tái đầu tư vào trang thiết bị, nhân sự. Sự năng động và khả năng đáp ứng đúng nhu cầu thị trường giúp họ đủ nguồn lực thu hút người giỏi, cạnh tranh nhân sự với khối công. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường, chỉ có tăng chứ không giảm. Khối công chỉ có một cách duy nhất là tìm cách giữ người, chứ không thể hy vọng tư nhân giảm sự cạnh tranh được. Khía cạnh quản lý nhà nước. Thực tế không hẳn là do trực thuộc nhà nước nên y tế công không làm được những điều khối tư nhân năng động đã và đang thực hiện, với khoảng cách rất xa, nếu không muốn dùng từ lạc hậu. Vấn đề ở đây chính là cơ chế quản lý đã quá cũ kỹ, hoàn toàn không phù hợp với tình hình mới. Thực tế phát triển y tế tại nhiều quốc gia khác, do y tế là ngành đặc thù, phục vụ nhân dân, cho nên nhiều nước vẫn duy trì phương thức quốc doanh. Tuy nhiên, sự khác biệt là ở chỗ, ban hành chính sách phù hợp, thông thoáng, tạo sân chơi bình đẳng, công bằng cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần tham gia. Sự quản lý nhà nước của họ chặt chẽ nhưng không can thiệp sâu vào quản trị và điều hành, tạo điều kiện cho khối công có không gian phát triển, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Trong khi tại Việt Nam hiện nay đang tồn tại một thứ cơ chế ngược. Quản lý nhà nước theo ngành thì lỏng lẻo, nhưng quy định bên dưới lại can thiệp quá mức vào hoạt động từng đơn vị. Đến mức các bệnh viện rơi vào trạng thái làm đúng theo cơ chế thị trường vẫn có thể sai và bị quy trách nhiệm. Đến thời điểm này, chưa ai dám đứng ra tháo gỡ cái cơ chế nặng nề, lạc hậu, đầy mệnh lệnh hành chính đang tồn tại của ngành y tế. Nói như vậy mới thấy, con số gần chục ngàn người nghỉ việc khối y tế công vừa bất thường cũng vừa là chuyện bình thường nếu xét theo quan điểm thị trường. Có khi lại là hồi chuông báo động vang lên đúng thời điểm để khâu quản lý nhà nước phải thức tỉnh và hành động mạnh mẽ.
Việt Nam thực tế không thiếu thuốc, không thiếu bác sĩ, mà chỉ thiếu ở những chỗ đang đóng cửa với cơ chế thị trường mà thôi. Theo bạn, ngoài nguyên nhân lương không đủ sống, chế độ ưu đãi không cao, còn lý do nào khác khiến hàng loạt cán bộ, viên chức nhà nước xin nghỉ việc hàng loạt?